Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là để chia sẻ về cái vấn đề áp bình bao nhiêu mới thật sự là cái bình no. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều anh em hỏi, thì cái vấn đề này tôi rất là khó trả lời. Tại vì cái áp bình thì như thế này anh em à. Đó, thì bây giờ anh em thấy bên hệ 12 tôi đây nè, cái điện áp nó duy trì 14.7. Đó, thì bây giờ là tầm là 3:35 chiều ha, thì nó duy trì cái áp này tầm là từ 12 giờ trưa đến bây giờ. Thì ở đây cái hệ 24 tôi đang sử dụng bên cái hệ 24 này, riêng cái hệ này tôi sạc no để ban đêm tôi chuyển sang sử dụng bên cái hệ 12. Tại hệ 12 cái hệ lưu trữ nó nhiều hơn so với hệ 24 ha. Hệ 12V thì nó 600Ah AQ. Đó, thì đây trên cái bộ điều khiển sạc đây nè anh em à, đây là cái áp tôi chọn sạc, còn đây là cái áp đang sạc là nó đã đạt cái đỉnh rồi. Đó, cái bình đó nó đã báo là 99% dung lượng của bình ha anh em. Đó, cái dòng bây giờ nó tụt xuống nè. Đó, thì áp cao thì cái dòng sạc nó sẽ hạ xuống, nó duy trì đến vậy á, đến khi nào cái dòng sạc nó xuống không mới tạm gọi là cái bình nó đã đầy nha anh em. Có nhiều khi anh em hỏi tôi cái bình nó sau khi sạc xong rồi cái áp bình nó nằm bao nhiêu volt nó mới đầy. Cái câu hỏi này khó, thật sự khó trả lời cho anh em chính xác lắm em ạ. Tôi chỉ nêu ra hay trả lời những cho anh em á, là tôi hay nói là từ 13.2V đến 13.5V tạm gọi là đầy bình ha. Đó, thì như thế nào thì trong cái nội dung video này thì anh em xem sẽ rõ. Tôi quay từng đoạn từ bây giờ là 3:35 chiều. Đó, thì để chiều khi mà hết nắng rồi ha, thì hết nắng điện năng lượng mặt trời nó hết sạc vào bình đó, thì nó trở lại cái áp bình thật á, nó nằm bao nhiêu volt ha, hai cái áp bình nó nằm bao nhiêu volt, thì hãy xem ở trên cái bộ sạc này nó có báo cái dung lượng phần trăm của bình, thì mình xem qua để tham khảo thôi. Thì nó hiện thị trên cái màn hình này, chắc có thể là nó báo dung lượng, cũng có thể là sai số, nhưng mà không đáng kể ha. Đó, thì tôi sẽ dựa trên một cái thông tin cái con sạc nó có hiển thị là cái phần trăm của dung lượng cái bình bao nhiêu phần trăm, thì khi mà chiều hết nắng rồi thì cái áp bình nó nằm bao nhiêu volt, thì mình xem trên đó cái nó báo là bao nhiêu phần trăm cái lượng điện trong cái bình ha, kiểu thì mình cứ tính xem 100% là nó đầy bình ha, thì để chiều xem thì cái áp bình nó nằm bao nhiêu đó, rồi tôi sẽ quay một chút cho anh em xem. Rồi đến đêm khi mà tôi sử dụng bên cái hệ 24 này nó hết điện rồi thì tôi sẽ chuyển sang bên cái hệ 12V. Tôi sử dụng đến sáng thì sáng tôi tranh thủ tôi dậy sớm, tôi quay lúc mặt trời chưa mọc, lúc mà điện năng lượng mặt trời nó chưa vào. Thì cái hệ lưu trữ của tôi là 600Ah bên hệ 12V. Tôi sử dụng nhà hai cái tủ lạnh và các thiết bị điện khác trong gia đình. Tại vì tôi nhà tôi sử dụng cái tủ lạnh, và bà già tôi cũng tôi kéo điện cho bà già tôi chạy một cái tủ lạnh nữa. Đó, thì bị riêng bây giờ là sử dụng bên hệ 24 ha, còn hệ này phải sạc no để cho nó phục vụ qua đêm. Thì chiều rồi á thì tôi sẽ cho anh em, tôi quay một chút cho anh em xem cái áp bình này, rồi xem cái dung lượng, nó báo cái dung lượng trên đây ha. Rồi sau khi mà tôi chuyển sang bên hệ 12 sử dụng qua đêm sử dụng thì tôi sẽ cũng quay lại một chút. Chừng nào tôi chuyển sang hệ này á thì tôi sẽ quay một chút, rồi coi cái dung lượng bình nó còn bao nhiêu, xem tôi sử dụng qua đêm chạy hai cái tủ lạnh, xem sáng lại thì cái dung lượng bình nó còn bao nhiêu để chia sẻ cùng anh em. Tại vì anh em hay hỏi thăm tôi á, tôi khó trả lời lắm, thật sự là khó. Tại vì sử dụng điện năng lượng mặt trời mà bữa này bữa khác, chứ đâu phải nó đều đặn ngày nào cũng nắng đâu, có khi ngày nắng ít ngày nắng nhiều, nên cái lượng điện nó sản sinh ra thì nó cũng phụ thuộc vào hết cái thời tiết anh em. Mà thì hôm nay á, ở miền Nam mà nắng ngày nào cũng nó đẹp, mùa này nói chung là nắng to lắm anh em. Hệ nói chung là hai hệ điện, hệ 12 và hệ 24 tôi thì nói chung là sử dụng hai tủ lạnh ha, rồi các thiết bị điện gia dụng trong gia đình nói chung là sử dụng cũng thoải mái, nó cũng dư điện. Đó, bên hệ 24 bây giờ là nó nằm là 20
27.2V, còn hệ bên đây thì nó đang dư rồi ha anh em. Nếu mà bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên hệ 12 thì hệ bên đây nó sẽ tăng lên liền. Thì để phan, để tôi chuyển cho anh em xem. Đây nè, tôi có làm dấu cái mũi tên nè. Rồi đó, anh em thấy không, tôi chuyển sang là nó nhảy lên liền, nó nhảy lên cái áp sạc liền. Còn hồi nãy nó nằm cái áp đó là cái áp bình, còn pin cái tấm 405W nó vô bao nhiêu thì nó xây lên chiều điện sử dụng hai cái tủ lạnh hết luôn bao nhiêu các thiết bị điện khác. Rồi cho anh em xem bên đây, sau khi chuyển sang bên hệ đây thì anh em thấy cái áp bình nó tụt xuống thì cái dòng nó sẽ tăng lên nè. Hồi nãy thì anh em thấy cái dòng nó chỉ còn 10 mấy A phải không, bây giờ thì chuyển sang bên cái hệ này nè, áp bình 15V thì cái dòng sạc nó sẽ tăng lên liền đúng không, nó tăng lên liền. Còn nếu mà mình không sử dụng thì nó hay lãng phí chỗ này nè, tại vì nó dư mà, hồi nãy nó dư điện đó thì nó dư, thì sau khi mà chuyển sang thì anh em thấy cái dòng sạc nó tăng lên liền đó, nó tăng lên nè, 31.4 nè, đây là cái áp sạc là 13.5 nè ha, đây cái áp tôi chọn sạc là 15V nè đó. 3 giờ 40 chiều rồi, nắng rất là to anh em thấy. Còn hệ bên đây nó lên rất là cao đó. Thì thôi bây giờ chuyển qua cho anh em xem vậy, chứ bây giờ tôi sẽ chuyển trở lại sử dụng bên hệ 24 đó. Sau khi chuyển hệ 24 thì cái áp bên 24 nó sẽ tụt xuống, nó nằm vậy, nó duy trì như vậy trở lại áp bình. Còn cái tấm pin 405W ra bao nhiêu điện thì coi như là sử dụng hết. Sau khi chuyển thì anh em thấy là bên đây nè, cái áp nó lên là 15V nè, thì cái dòng nó hạ xuống nè đó. Nếu mà muốn sạc đầy cái hệ bình nè, khi nào cái dòng bên đây á nó xuống không không á thì mới tạm gọi là đầy bình đó. Thì tôi cứ để duy trì cái hệ này, nó duy trì từ trưa đến giờ đó, nó vẫn duy trì vậy. Bình á thì nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Giờ là 5:30 chiều anh em, nắng nè, nắng nó rọi vào nhà nè anh em à. Đó anh em thấy không, nắng rọi vào nhà đó. Thì với cái áp bình đó thì anh em thấy như đầu video tôi quay lúc 3 giờ mấy ha, nhưng mà nó vẫn duy trì cái áp này từ trưa giờ đó anh em à. Thì đây nè, đó dòng nó còn tại vì áp lên cao dòng nó hạ, chứ thật ra pin điều hướng mà nếu mà bây giờ cái dòng nó tắt là tầm là trên 10A đó anh em à. Đó tuy rằng chiều rồi nhưng mà pin điều hướng đó anh em, thì để cho anh em xem cái dòng mà 600W pin điều hướng bây giờ cái dòng nó còn bao nhiêu nha. Tại vì để tôi chuyển này, à cái dòng nó còn được 12A nha anh em. Đó thật ra anh em à, nó duy trì dòng nó vẫn còn vô thế này chiều rồi ha, nhưng mà thật ra cái bình nó duy trì từ hồi trưa đến giờ anh em à, với cái áp á, cái áp rất là cao nhưng mà thực tế ra chưa có no, nó còn ăn dòng mà đó anh em thấy à. Chừng nào cái dòng này nó xuống không không rồi anh em à, đó thì nó mới thật sự là no đó. Nhưng mà nó vẫn duy trì với cái áp rất là cao này, tầm gần 15V, nhưng mà cái bình thì nó chỉ không có nóng, nó hơi ấm ấm thôi. Đó, nói về mà sạc điện năng lượng mặt trời nè, anh em mà sạc mà cảm thấy mà cái áp bình nó lên, nó chạm ngưỡng cái áp anh em chọn thôi, anh em đã đầy, thực tế là chưa đâu. Nó duy trì cái áp tầm 14, anh em thấy tầm gần 15V mà từ trưa đến giờ, mà thật ra nó vẫn còn ăn dòng điện rất là cao, nó chưa có đầy anh em à. Đó, rồi bây giờ là 6 giờ rồi anh em à, trời đã tối rồi, coi như pin năng lượng mặt trời không còn đi vào nữa anh em à, thấy đây. Không không nha anh em. Đó thì ở đây thì bây giờ cái áp bình nó nằm là 13V nha anh em. Đó thì 13V để cho anh em xem. Đây, ở đây thì nó báo là 12.8V nè. Đó, thì cái dung lượng của bình chỉ là 70% dung lượng ha anh em. Đó. Đang sử dụng bên cái hệ này nha anh em. Đang sử dụng bên hệ 24, còn hệ này chưa có sử dụng gì hết. Đó. Thì thông tin chỉ là tham khảo cho anh em xem. Thì anh em thấy như là cái áp bình ở đây nó báo là 12.8, thì dung lượng bình nó tầm là 70%. Đó, kiểu kiểu là vậy đó anh em.
Rồi, bây giờ là 10 giờ nha anh em. Bây giờ thì bên cái hệ 24 thì vẫn còn đang sử dụng, nhưng mà bây giờ tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Đó, thì áp bình nó tụt xuống cỡ này nè. Sau hồi chiều giờ sử dụng chạy hai cái tủ lạnh và các thiết bị điện khác trong gia đình. Đó, thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên hệ 12V. Thì lúc chiều anh em thấy cái điện áp bên cái hệ 12V này, sau khi hết điện năng lượng mặt trời sạc vào thì cái áp điện nó là nằm 13V ha. Thì bây giờ từ chiều giờ sử dụng là chạy những cái quạt DC rồi thắp những cái bóng DC. Đến bây giờ thì 10 giờ thì nó tụt cái áp xuống là 0,2V, thì 13V tụt xuống còn 12,8V. Thì để xem, hồi chiều là hình như dung lượng bình còn 70% đúng không anh em? Thì bây giờ từ chiều giờ chỉ sử dụng á các thiết bị DC á, bên hệ 12V này với cái con này nó cũng ăn tia rằng từ chiều giờ không có sử dụng bên hệ 12, nhưng mà cái con kích thì tôi vẫn để, tôi không khi nào tôi tắt kích hết cả hai hệ luôn. Thì ở đây anh em thấy đây, cái điện áp nó báo trên cái con sạc là 12,7 nha. Rồi ở đây là cái dung lượng bình là còn 67% ha anh em. Đó, thì thời điểm bây giờ là 10 giờ rồi, thì tôi đi ngủ thì tôi sẽ chuyển sang sử dụng bên cái hệ này 600 mAh các quy hệ 12 nè, cũng chạy hai cái tủ lạnh tôi một cái và bà già tôi một cái ha. Xem sáng tôi tranh thủ dậy sớm tôi quay trước khi mặt trời mọc lên để xem cái hệ bình của tôi nó tụt xuống ba cái áp đó nó còn nằm bao nhiêu volt, để xem ở trên đây cái dung lượng phần trăm nó còn bao nhiêu nha anh em, xem qua và tham khảo thôi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên cái hệ 12. Rồi, ok. Sau khi chuyển sang bên cái hệ 12 thì áp bình nó tụt xuống 12,8, 12,7. Đây, dung lượng bình này. Đó. Rồi anh em à, bây giờ là 5:30 sáng nha anh em. Đó, thì đây. Sau khi một đêm sử dụng thì áp bình nó còn nằm bao nhiêu đây? Thôi, nhìn trên này. Đây, ở đây á, thì cái điện áp bình 11,9 đây. Đó, sau khi một đêm sử dụng thì nó còn cái lượng bình là 47%. Đó, nó còn cái lượng điện bên trong là coi như là 47%. Đây, còn cái bên hệ 24 đây. Cái áp 23,9. Đó. Thì bây giờ mặt trời chưa có lên anh em à. Đó, mặt trời chưa lên, mới có rạng sáng thôi. Thì chưa pin năng lượng chưa có đi vào bình. Rồi, qua nội dung trong video á, chia sẻ anh em để tham khảo thôi nhé. Còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.